Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Dạ, vừa rồi thì TV256 được tin từ đài AFP nói rằng cơ quan ân xá quốc tế lên tiếng về sức khỏe của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm xấu đi vì chăm sóc y tế rất kém ở trong trại giam. Đây là hình ảnh của cô Nguyễn Thị Tâm nha. Cô Nguyễn Thị Tâm thì nói thật thì TV256 thường gọi cô là dân biểu Nguyễn Thị Tâm. Vì cô rất được những người dân thương mến. Thì trong cái phiên tòa mà xử vào tháng 12 năm 2021 thì chị Nguyễn Thị Tâm đã bị 6 năm kết án 6 năm tù trong trại giam bị giam ở tại trại giam là Gia Trung tỉnh Gia Lai đó. Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm người đang thụ án tù 6 năm trong trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai vì các hoạt động cổ suý nhân quyền và bảo vệ quyền đất đai, có sức khỏe tồi tệ và tổ chức ân xá quốc tế nói đó là do chăm sóc y tế kém của trại giam. Theo thông tin từ gia đình, bà Tâm, 51 tuổi, đang bị nhân sơ tử cung và sức khỏe suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên, không được điều trị ở chuyên khoa y tế bên ngoài mà chỉ nằm tại trạm xá của trại giam, nơi trang bị y tế không được bảo đảm. Mình thấy rất là buồn khi mà người bạn của mình là Nguyễn Thị Tâm là bị bệnh như vậy mà không được chăm sóc y tế. Buồn chứ? Rất là buồn. Tại vì sự việc này nó đã xảy ra nhiều rồi. Trong email gửi cho Đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 3, ân xá quốc tế nhắc lại việc ba tù nhân lương tâm bị chết trong khi thi hành án tù thời gian qua do không được chăm sóc y tế đúng mức. Ba người đang tù nhân đã bị chết trong trại giam tại vì họ không có đủ điều kiện, trại giam không có đủ điều kiện để mà chăm sóc y tế. Theo cô Mai, ngày 28 tây tháng 2 vừa qua, bà Tâm bị mất máu rất nhiều và được cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Dân sự tỉnh Gia Lai bằng xe thùng. Không có nhân viên y tế đi kèm trên quãng đường gỗ gồ ghề dài hơn 50 cây số. Cô Mai thuật lại qua điện thoại với phóng viên. Qua những đoạn đường xấu, xe xóc, mẹ tôi có nói rằng cảm giác cơ thể bị ra rất nhiều máu, yếu mệt. Tài xế họ không chịu dừng xe mặc dù mẹ tôi đập vào thùng. Bác sĩ kết luận là nhân sơ tử cung, nhưng mẹ tôi không được ở lại viện để theo dõi hay điều trị dứt điểm. Bà Tâm bị đưa ra trại giam ngay trong ngày. Hiện tại bà Tâm đang nằm ở trạm xá của trại giam. Sức khỏe của bà rất kém, đi lại cần có người dìu đi. Bà Tâm cho biết trước đây bà tự trồng rau cho mình và tham gia dọn dẹp vệ sinh trại giam nhưng không bị ép chỉ tiêu như tù hình sự.
Những người không tham gia lao động thường bị giam trong bốn bức tường của trại giam, không được vận động và tiếp xúc với các tù nhân khác trong cùng khu vực giam tù chính trị. Cô Mai cũng cho hay mẹ mình phải tốn khoảng 500.000 đồng một tháng để mua nước đóng chai với giá đắt ở căng tin của trại giam để uống, bởi vì nước uống cung cấp bởi trại giam không bảo đảm vệ sinh. Phóng viên có gọi điện cho trại giam Gia Trung để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Tâm vì các hoạt động đấu tranh ôn hòa. Bà bị bắt vào giữa năm 2020 cùng với ba nhà hoạt động nhân quyền và quyền đất đai khác là bà Cấn Thị Thiêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đều ở xã Dương Nội. Việc phản đối chính quyền địa phương thu hồi đất đai của người dân địa phương rồi cấp cho dự án phát triển khu đô thị mà không bồi thường thỏa đáng cho người dân, bà đã bị kết án tù lần đầu vào năm 2008 về tội danh gây rối trật tự công cộng và lần thứ hai 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ. Cái này mình phải lên án cái chế độ mọi rợ đó. Chế độ cộng sản rất là mọi rợ. Những người yêu nước như chị Tâm đó cần phải được bảo vệ. Chị Tâm không có tội gì hết, chị Tâm là vô tội, không có gì hết á. Mà cái chế độ này đó lại tòa án là tòa án diệt cộng đó, lại kết tội chị là 6 năm tù. 6 năm tù về những cái tội mà chị không có gây ra. Thiệt tình đó, mình cũng không có thể nào mà mình hiểu nổi cái nhà cầm quyền nó mang rợ như thế nào. Đối với gia đình chị Cấn Thị Thiêu á, chị Cấn Thị Thiêu bị biết bao nhiêu năm tù rồi, biết bao nhiêu lần chị phải vào tù rồi. Đã vậy rồi bây giờ bắt luôn cả hai người con của chị Cấn Thị Thiêu là anh Trịnh Bá Phương và anh Trịnh Bá Tư nữa. Đây là những người mà mình biết rằng là người dân Việt Nam rất là yêu mến. Tại vì đó chị Tâm là chỉ người chỉ đi giúp đỡ cho những cái dân oan, những kẻ mà không có nhà, không có cửa, chỉ cung cấp gọi là thực phẩm cho những người dân oan như vậy. Rồi là chỉ bị bắt thôi. Chứ chị đâu có tội gì đâu. Mà ngày nay đó chị đã bị gọi là bị bệnh như thế này, máu nó ra nhiều ở tử cung là mình thấy là cái tình trạng nó nguy hại đến sức khỏe rồi, mà cũng không thả người ta ra để người ta trở về với gia đình nữa, làm sao mà mình chấp nhận được. Rất là đau thương. Chị Tâm chỉ có một đứa con gái nữa. Để mình vào cái trang nhà của chị Tâm. Thợ cấy Nguyễn Thị Tâm.
Đây là thợ cấy Nguyễn Thị Tâm nè. Mình đang vào trang nhà của chị Nguyễn Thị Tâm đó. Thì đây vào ngày 4 tới tháng 3 nè. SOS sức khỏe thợ cấy Nguyễn Thị Tâm được quan tâm. Chiều ngày hôm qua, 3 tháng 3 năm 2023, mẹ tôi gọi điện từ trại giam Gia Trung về cho gia đình. Đây là những bài post, chắc là con của chị Tâm nữa. Khi bắt máy, tôi thấy giọng của mẹ tôi lạ hơn bình thường, liền hỏi mẹ bị ốm à? Mẹ tôi nói rằng mẹ tôi đang phải ở bệnh xá của trại. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, mẹ tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Gia Lai vì mẹ tôi bị mất máu quá nhiều. Điều đáng nói là phía trại Gia Trung không có động thái quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mẹ tôi. Khi mẹ tôi bị mất máu nhiều, rất mệt, nhưng họ vẫn chở mẹ tôi bằng xe thùng đi hơn 50 cây số. Trong khi tuyến đường quốc lộ đó đang thi công làm đường, mặt đường rất xấu. Trên chuyến xe ấy chỉ có một tài xế ngồi bên buồng lái, họ để mẹ tôi ở phía sau khoang sau, không có nhân viên y tế đi cùng. Đại khái cái bài cũng dài đó, thì quý vị có thể đọc được nha. Quý vị có thể đọc được TV256, chị kéo ra để rồi quý vị đọc đi. Sự thật thì sức khỏe của TV256 mà đọc cái này cũng rất là mệt. Tại vì mình cũng yếu lắm chứ mình không phải khỏe mạnh gì đâu. Nhưng mà mình thấy tình trạng mà những người mà yêu nước mà bị tù giam như vậy đó, mình rất là căm phẫn. Một căm phẫn một cái chế độ cộng sản man rợ như vậy, người dân không có quyền hành gì hết á. Người dân gọi là nó đặt luật ra để mà nó đàn áp những người dân thôi. Nó đặt luật ra những cái điều mà rất là tồi bại, giống như điều mà 331 gì đó. Lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà gây tội, còn nó là nó lợi dụng quyền tự do dân chủ thì được. Nó mới là thằng lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà nó muốn bắt ai nó muốn bắt thôi. Đừng có bao giờ mà nói cái luật pháp với nhà cầm quyền cộng sản. Tại vì đó toàn là những luật pháp mà man rợ không à. Những người luật pháp trên nó vi phạm vào hiến pháp, trong khi hiến pháp là luật mẹ. Đúng không? Lúc hiến pháp điều 25 là luật mẹ. Điều 25 nó có quyền tự do ngôn luận, người dân có quyền tự do ngôn luận. Người dân có quyền tự do biểu tình và người dân có quyền tự do lập hội. Người ta có quyền biểu tình. Đó là luật mẹ. Đằng này nó đẻ ra toàn là bộ luật hình sự, là mấy cái luật con. Mà luật con á toàn là vi phạm vào cái điều lệ luật mẹ. Nó chẳng khác mà nó cái chế độ cộng sản nó là loạn luân đó, luật pháp của nó loạn luân đó, là luật con rồi hãm hiếp luật mẹ đó. Lấy cái điều mà chống người thi hành quân phận sự gì đó, hoặc là cản trở cái gì đó, rồi nói rằng là vi phạm cái tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong khi người ta có quyền tự do ngôn luận. Thành ra toàn là luật con mẹ, nó ăn hiếp luật mẹ không à. Luật con hãm hiếp luật mẹ là gì đó. Luật mẹ thì là quyền tự do ngôn luận, trong khi luật con nó thì ra cái điều gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tuyên truyền cũng là lời nói thôi, cũng là quyền tự do ngôn luận thôi.
Đây là kể lại là cái người con chắc đi thăm mẹ đây nè. Đó, quý vị có thể đọc đi những cái gia đình người ta đang êm ấm rồi bắt giam người ta, bắt giam những người yêu nước như vậy mà họ không có tội gì hết á. Mà 6 năm tù. Trời đất ơi. Mà bây giờ người ta đã bị bệnh nặng như vậy mà cũng không thả người ta nữa. Biết bao nhiêu người chết ở trong trại giam rồi. Biết bao nhiêu chết người trong trại giam rồi. Mà bây giờ một phụ nữ như vậy, một phụ nữ như vậy họ có họ đâu có tội tội ác gì đâu mà phải giam cầm người ta. Cái tội man rợ. Một cái chế độ man rợ, vô cùng man rợ. Giống như gia đình của anh Trịnh Bá Phương nè. Đây anh Trịnh Bá Phương nè. Đó, anh Trịnh Bá Phương nè. Bắt người ta, bắt cả nguyên cả gia đình nữa đó. Đó, Trịnh Bá Phương đó. Coi nó man rợ không? Rồi gia đình chị Cấn Thị Thiêu nữa. Trịnh Bá Khiêm nữa. Để mình vào mình kiếm Trịnh Bá Khiêm thôi. Tại vì anh Trịnh Bá Khiêm đó là chồng của chị Cấn Thị Thiêu thì mình biết rõ điều đó. Rồi, anh Trịnh Bá Khiêm lại có những cái nội dung không hiển thị nè. Coi như bị xóa rồi. Đó, cái đây là cái trang nhà của anh Trịnh Bá Khiêm là ba của anh Trịnh Bá Phương đó. Người ta thương không? Người dân người ta thương, người ta đặt nhạc cho nó. Có những người, người tù nhân đi, tù nhân chính trị đây nè. Không phản của lại người dân của mình, và mình tôi thấy rằng là tất cả số tiền mà các ông đưa ra đều là xương máu của người dân Kim Nội. Thế nên mẹ tôi đã kiên quyết không phản bội bà con, cũng như không phản bội lại lý tưởng tranh đấu của mình. Thì sau 3 tháng đầu họ không khuất phục được mẹ tôi, nhiều lần ông Dũng vào trại giam để đưa ra cái khoản mua chuộc với mẹ tôi, nhưng họ đã thất bại. Và sau đó họ tiếp tục ra một cái lệnh giam 3 tháng nữa, tức là mẹ tôi bị tạm giam 6 tháng thì họ vẫn không thể mua chuộc mẹ tôi. Và ở tại phủ trại giam thì số một chiếc máy điện thoại số của ông Trương để đấy để chờ mẹ tôi thay đổi, để chờ mẹ tôi thỏa hiệp liên tục trong suốt 6 tháng trời. Bất cứ khi nào mẹ tôi đổi ý thì có thể gọi ngay cho ông Trương giám đốc quản phố khi đó. Thì đó là một cái sự mà tôi cần phải lên án việc mà ông giám đốc quan là ông Trương, mà hiện nay ông lại đang là lên chức thành là chủ tịch của thành phố Hà Nội. Nó là từ cấp thành phố đã có những cái sự đê tiện và
những trò bị ổn đã ăn ở đối với tôi. Trong cái thời điểm đó thì bố tôi cũng bị đánh đập rất là tàn bạo, đưa về tại trại đồn Kim Chi của quận Hà Đông, một cái đồn đang khét tiếng, nơi mà đã có nhiều người và đó không thể trở về. Thì trong cái đồn Kim Chi thì bố tôi bị những cái hình thức là tra tấn bằng cái việc cả một gia đình bị tù tội, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, rồi cả cả anh Trịnh Bá Khiêm nữa, rồi chị Cấn Thị Thiêu nữa, bốn người đều bị tù tội. Là không cho màn cho bố tôi ngủ và họ rất là đó anh Trịnh Bá Khiêm đó, đây là hình ảnh Trịnh Bá Khiêm đây. Bố tôi chết chế độ gì mà mang rợ như vậy. Một số cái việc mà bố mẹ tôi đã phải gánh chịu đó là ngay sau ngày 25/4/2014, khi mẹ tôi bị bắt thì vào đến trại tạm giam số 3 của thành phố Hà Nội, mẹ tôi đã tuyển thực 11 ngày. Trong đó 6 ngày đầu mình tôi không uống một giọt nước. Và ngày thứ 8 là da sắc của mình tôi đã chuyển màu tím tái, tím đen. Sau đó họ đã đưa đi cấp cứu ở tạm trại da số 3, họ đưa đi cấp cứu. Sau khi mình tôi tỉnh lại thì mình tôi tiếp tục tuyển thực thêm 3 ngày nữa, tức là 11 ngày, để phản đối cái việc nhà cầm quyền của sở đang... Mấy cái nhà cầm quyền đó, mấy ông có mắc cỡ không? Có mấy ông có xấu hổ không? Mấy ông có thấy người dân sợ mấy ông không? Gia đình Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư này có sợ các ông không? Họ đâu có sợ đâu. Họ vẫn cất tiếng nói lên phản đối cái sự mà tồi bại của các ông, lên án cái sự độc ác của cái chế độ cộng sản này. Họ đâu có sợ đâu. Sử dụng bạo lực và nhà tù để đàn áp và cai trị nhân dân, cướp bóc đất đai từ sản xuất của nhân dân. Và sau ngày 3/9/2014 thì tòa án của quận Hà Đông đã đưa bố mẹ tôi ra xét xử. Và tháng 11 là tòa án thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra xét xử phiên xử phúc thẩm với bố mẹ tôi. Tôi ước mong nữa, TV256 ước mong là cái thằng khỉ Nguyễn Phú Trọng, cái thằng khỉ đột Trường Sơn, nó ở trong, sống ở rừng Trường Sơn đó, thành ra mình gọi nó là thằng khỉ. Nó không có biết luật lệ gì hết đó. Nó sẵn sàng nữa là thằng Nguyễn Phú Trọng đó, nó đạp điều lệ đảng để nó làm cái nhiệm kỳ 3, hiểu không? Mới đầu là nó xin làm nửa thêm nửa nhiệm kỳ nữa, xong nửa nhiệm kỳ bây giờ nó tiếp tục nó làm thêm nhiệm kỳ 3 tổng chức tổng bí thư nữa. Nó là cái thằng khỉ, khỉ Trường Sơn. Thành ra nó trong rừng nó đi ra mà. Thành ra nó đâu có theo cái điều lệ đảng con khỉ gì đâu. Thấy không? Mong rằng cái thằng khỉ Trường Sơn mày phải coi cái clip này, để mày thấy người thằng TV256 này chửi vào mặt của mày á. Chửi vào mặt của mày và lên án gọi là năm cái tên triệu, 5 triệu đảng viên đảng Cộng sản rất là hèn hạ. Để cái thằng khỉ Trường Sơn đó nó cầm đầu, đúng không? Rất là hèn hạ. Tại sao mày có điều lệ đảng mà? Điều lệ đảng là chỉ có làm 2 nhiệm kỳ thôi, 2 nhiệm kỳ là tối đa thôi. Tại sao thằng Nguyễn Phú Trọng nó làm tới 3 nhiệm kỳ mà 5 triệu đảng viên đều hèn hạ, không có dám làm cái gì cái thằng khỉ Nguyễn Phú Trọng hết? Trả lời cho TV256 đi, cũng như trả lời toàn dân đi. Toàn dân có cái thắc mắc như vậy đó. Người dân người ta cũng thắc mắc gì? Tại sao mà hành động gì mang rợ gì? Hành động như vậy đâu có khác gì con khỉ ở Trường Sơn đâu. Phải không? Cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó, nó đâu có khác gì con khỉ ở Trường Sơn đâu. Bộ nó không biết đọc luật hả? Mà 5 triệu đảng viên không biết đọc luật hả? Tại sao mà vẫn... tiếp tục để nó làm gọi là chức tổng bí thư như vậy, để một cái con khỉ mà nó nhảy bàn đập như vậy để mà nó làm tiếp tục làm chức tổng bí thư. 5 triệu đảng viên hèn hết thì giải tán đi, giải tán cái đảng cộng sản đi, để cho người dân gọi là sống gọi là sung sướng một tí. Hãy xé bỏ cái lá cờ Phúc Kiến đi, cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Trần Phúc Kiến. Ai cũng biết điều đó. Phúc Kiến là ở bên Tàu á, rất là nhục nhã, một cái chế độ rất là nhục nhã.
không có cử một được một người để mà tạo ra một cái lá cờ cho cái tổ quốc của mình nữa, mà lấy cái lá cờ đỏ sao vàng của Đinh Phúc Kiến. Cờ đỏ sao vàng này nó có từ năm 1933 lận, rồi lấy làm cờ tổ quốc như vậy được hay không? Rồi nó lại sử dụng cái thằng mà gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa, cái thằng gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa, rồi mới đày đọa cả cái dân tộc Việt Nam này. Nó là thằng giặc tàu, tự nhiên rồi đưa nó lên làm chủ tịch nước, để ngày nay người dân Việt Nam mới khổ sở như thế này. TV256 có đủ bằng chứng đó, đủ bằng chứng để mà tố cáo cái thằng gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh nữa đó. Bởi vì thằng giặc tàu nó mang rợ lắm, nó rất là mang rợ, nó sử dụng cái chiêu thức của Lã Bất Vi đó. Cách đây 2000 năm Lã Bất Vi cũng dùng cái thuyết gọi là buông vua đó để mà nó xây dựng lên cái thằng Hồ Chí Minh coi như là vua của dân tộc Việt Nam đó. Bởi vì đất nước Việt Nam mới khổ sở như thế này. Chứ thằng Hồ Chí Minh nó đâu phải là người Việt Nam đâu. Nó là một thằng giặc tàu, nó là thiếu tá Hồ Quang. Ở đây nè, bây giờ mình lấy tài liệu ra mình cho quý anh chị em coi. Không có rồi. Giận quá. Giận quá, giận luôn đó. Rồi, mình có rồi nè. Đó, tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam nè. Đây là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến đây nè. Đó, cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến rõ ràng như vậy đó. Đó, có phải là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến không? Đây nè, bằng chứng nè. Bằng chứng Hồ Chí Minh là gián điệp của Trung Cộng đây nè. Đầy đủ gọi là bằng chứng hết á. Nó mang cái lá cờ Phúc Kiến lên, nó làm cờ tổ quốc Việt Nam nè. Nó có phải là nó gây tội ác đối với dân tộc Việt Nam không? Chỉ có thằng giặc tàu mới dạy mình thờ Mao Chủ tịch thôi. Đó, nó kêu Tố Hữu làm cái bài thơ đó. Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin. Đủ đủ bằng chứng để mà nó là một cái thằng gián điệp giặc tàu đó. Đó, nó bằng đồ cũng giống nhau, cũng gì giống như Chu Ân Lai, giống như là Mao Trạch Đông thôi, nó đâu có khác gì đâu. Còn cái tay thì nó cầm viết giống như cầm cây cỏ sơn gì đó, nó đâu phải nói đâu, cái tay nữa nè, nó cầm viết giống như cây cỏ sơn gì đó. Còn viết tiếng Việt thì lỗi chính tả tùm lum tà la hết, nó đâu phải là người Việt Nam đâu, nó toàn là viết những cái ký tự là phiên âm không à. Bằng chứng rất rõ là nó không phải là Nguyễn Ái Quốc.
Nguyễn Ái Quốc đã chết trong cái nhà tù Hồng Kông rồi. Đây nè. Trang 79, trang 79 trong cái từ thực dân đến cộng sản nè của ông Hoàng Văn Chí viết viết rất là rõ nè. Thấy không? Năm 1933 nè, mặt tháng Pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết ở bên Hồng Kông rồi. Còn cái gì nữa? Thành ra nó dựng lên một cái Hồ Chí Minh để mà làm chủ tịch nước thôi. Chứ sự thật là Nguyễn Ái Quốc là đã chết bên nhà tù Hồng Kông rồi. Câu chuyện nó đã rõ như vậy mà. Lịch sử người ta đã ghi lại như vậy rồi. Đúng không? Thành ra cái thằng mà Hồ Chí Minh sau này là nó chỉ là, nó không phải là Nguyễn Ái Quốc. Nó tự nhận nó là Nguyễn Ái Quốc. Đó, thằng này là thằng Hồ Chí Minh đây nè. Nó là thằng gián điệp Tào, thiếu tá Hồ Quang thôi. Đó. Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc khi xưa là thắt cravat nè. Hỏi Hồ Chí Minh hồi nào tới giờ có thắt cravat không? Không có. Nó là một người khác mà, nó là một người Tào mà. Nó đâu có quen thắt cravat đâu. Còn Nguyễn Ái Quốc là người ta đã từng sang Pháp rồi, người ta còn biết thắt cravat. Đó, chế độ cộng sản có dám thử DNA xác của Hồ Chí Minh không? Làm sao mà dám? Bằng chứng nó rất là rõ là nó là một tên Tàu. Đây là cái mà TV256 viết ra tất cả những tài liệu bằng chứng như vậy để mà tố cáo cái thằng Hồ Chí Minh là một thằng gián điệp Trung Cộng rồi. Nó là thiếu tá Hồ Quang đó. Rất là man rợ. Một cái chế độ mà cái đất nước mình đó, từ hồi mà có Hồ Chí Minh, từ hồi mà mang cái cờ đỏ sao vàng này đó, là toàn dân khổ thì như thế nào. Mang cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, mình thử hỏi lá cờ này nó đến từ đâu? Nó đến từ giặc Tàu. Ngay cái trận mà Điện Biên Phủ cũng vậy thôi. Điện Biên Phủ thắng giặc Pháp năm 1954 cũng đâu phải là Võ Nguyên Giáp đâu. Võ Nguyên Giáp chỉ là Hồ Chí Minh rồi là thằng đại tướng ngang hông thôi. Chứ sự thật thật ra là có ba cái vị tướng của Tàu đánh trong cái trận Điện Biên Phủ. Làm một là ông Trần Canh, hai là Lã Quý Ba, còn ba là Di Quốc Thanh. Ba vị tướng Tàu đánh thắng trận Điện Biên Phủ, chứ không phải là Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp chỉ là thằng tướng bù nhìn thôi. Thì ba cái thằng tướng Tàu cộng với Hồ Chí Minh nữa là bốn thằng Tàu. Bốn thằng Tàu mới thắng giặc Pháp. Nếu mà nó là người Việt Nam đó, nó đâu có ngu dại gì mà chia đôi cái đất nước ra làm hai đâu. Nó là thằng Tàu, thành ra nó muốn chia đôi các đất nước ra làm hai để tiếp tục đánh nhau nữa. Để tiếp tục đánh nhau nữa cho Việt Nam mình yếu đi, để cho thằng Tàu nó dễ thôn tính khi sau này thôi. Chứ sự thật ra nó là người Việt Nam á, là nó phải đuổi thằng Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam. Mày đã thua trận Điện Biên Phủ rồi, tao gia hạn cho mày trong vòng một tháng phải rút ra khỏi nước Việt Nam để mà trả độc lập cho đất nước Việt Nam. Chứ mình khùng hay sao mình đánh thắng thằng Pháp? Mình đã thắng thằng Pháp rồi mình lại chia đôi cái đất nước của mình làm sao? Tôi là người Việt Nam, tôi thắc mắc cái điều đó đó. Hồi nhỏ tới lớn tôi sanh ra là tôi thấy cái điều đó là điều rất là vô lý. Hồ Chí Minh chiến thắng giặc Pháp, mà nếu Hồ Chí Minh là người Việt Nam thì có khùng hay sao mà chia đôi cái đất nước của mình? Mình là kẻ chiến thắng, là mình chia đôi cái đất nước của mình với cái mục đích là gì? Cái mục đích là mình làm cho dân tộc Việt Nam yếu đi. Mình nhìn cái cải cách ruộng đất đi, mình cũng biết rằng là Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu rồi. Người ta chỉ coi cái cải cách ruộng đất thôi. Cải cách ruộng đất là hàng 500.000 người vì Việt Nam bị chết vì cái vấn đề mà đấu tố đó.
cải cách ruộng đất đó. Mà cái đấy, cái cách ruộng đất nó lấy cái mà nền tảng của nó là trí phú địa hào, đào tận gốc, trấp tận rễ. Không có người Việt Nam nào mà đi mà lấy cái trí phú địa hào, đào tận gốc, trấp tận rễ hết á. Đâu có người Việt Nam nào khùng như vậy mà đem cả trí thức, những người trí thức, những người giàu có rồi chôn sống hết như vậy. Đào tận gốc, trấp tận rễ hết vậy. Đâu có người Việt Nam nào mà khùng vậy. Chỉ có thằng giặc tàu, thằng giặc tàu mới lấy ra trí phú địa hào, đào tận gốc, trấp tận rễ. Cái thằng giặc tàu nó mới ác như vậy. Người Việt Nam không nào mà ác với người Việt Nam. Tại sao người Việt Nam lại muốn gọi là chôn hết trí thức của mình, phải không? Tất cả là những cái mà lịch sử mình cần phải biết như vậy. Cái lịch sử cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến, cái lịch sử Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu là có thật. Mà người ta đã chứng minh được. Bởi vì cái đất nước Việt Nam mình mới khổ sở như vậy. Và người Việt ở hải ngoại không bao giờ, 5.3 triệu người Việt hải ngoại không bao giờ chấp nhận cái lá cờ của Phúc Kiến hết á. Mình thấy người Việt hải ngoại họ phẫn nộ với cái lá cờ Phúc Kiến không? Mình thấy một Trần Trường năm 1999 không? Trần Trường chỉ cầm cái lá cờ đỏ sao vàng thôi là có cả 50.000 người biểu tình. Không có người Việt Nam nào mà chấp nhận cái lá cờ mà Phúc Kiến hết á. Lá cờ Phúc Kiến mà làm cái lá cờ tổ quốc hết á. Đầu voi phất ngọn cờ vàng là nó có từ Hai Bà Trưng đó, từ thời 2000 năm cách đây rồi. Cái nền tảng nó vẫn là cờ vàng. Và sau này vua Thành Thái đã chọn là cờ vàng ba sọc đỏ. Có từ năm 1890 thời vua Thành Thái. Rồi thời đó mà vua chống Pháp đó. Không có ai mà chọn mà lá cờ đỏ sao vàng hết á. Cờ đỏ sao vàng người ta biết rõ là Phúc Kiến, thành ra 5.3 người Việt ở hải ngoại mình không thấy ai mà có thể mà dám là can đảm để mà dùng cái lá cờ đỏ sao vàng hết á. Chỉ ngoại trừ nó trong cái mấy sứ quán Việt Cộng thì nó phải dùng cái đó thôi. Mà khi mà nó dùng cái đó, đó là nó đi đâu là bị đồng bào đập đến đó. Bị đồng bào biểu tình đến đó. Chế độ Việt Cộng đi đến đâu là đồng bào hải ngoại biểu tình đến đó. Tại vì người ta không chấp nhận được cái lá cờ Phúc Kiến. Người ta biết rõ là cái lá cờ của đỏ sao vàng Phúc Kiến mà, của giặc tàu mà nó nhục nhã đến cỡ nào. Phải không? Sự thật là vậy đó. Nói thật, mình nhìn thấy anh em mình bị tù là mình giận ghê lắm. Tất cả những người đó là những người yêu nước. Những người đó là những người yêu nước. Thì làm sao mình không đóng được? Mình biết mà. Mình biết rất rõ là đó là những người yêu nước mà. Mình nhìn thấy những cái người mà tù nhân trên đây. Đó, những cái hình ảnh tù nhân như vậy mình không bao giờ mình quên được hết á. Nguyễn Thị Tâm đây nè, Cấn Thị Thiêu nè, Dương Nguyễn nè, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư nè, rồi Huệ Như nè, Phạm Đông Trang nè, Nguyễn Văn Hòa nè, Nguyễn Văn Hóa nè, Nguyễn Viết Dũng nè. Đây là tất cả là những người yêu nước. Tức chứ. Biết bao nhiêu người yêu nước đã bị bắt ở bỏ trong tù á. Rồi hỏi làm sao mà mình không phẫn nộ. Tại vì họ không có tội gì hết á. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Mình nói đây cũng cảm tạm đủ rồi. Mình nóng quá rồi, mình khuê rồi, mình nghẹt thở nữa. Thiệt á.
sức khỏe mình cũng không có cho phép nữa, thành ra mình nói gì là cũng tạm đủ rồi. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.